ngày 31 tháng 10, tin từ Ủy ban Nhân dân thôn Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, cho biết nhỏ bé N. T. M. T. 8 tuổi, nghi bị hiếp dâm đang được điều trị và theo dõi tại Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc. Theo thông tin ban đầu, gia đình em tờ có hoàn cảnh gian nan nên sau giờ học em soàn xỉn đi bán vé số dạo để phụ giúp thân phụ mẹ. Tối hai ngày trước, nhỏ bé tờ đi bán vé số tại khu vực thuộc thị trấn Dương Đông thì có một thanh niên đến ngỏ ý trợ giúp thân phụ mẹ nhỏ bé. Thanh niên trên nói mới trúng vé số được 10 tỷ đồng nên kêu nhỏ bé lên xe chỉ đường để chở về nhà gặp gỡ thân phụ mẹ để trợ giúp. Tuy nhiên, khi lưu thông được một đoạn hướng về thôn Dương Tơ thì thanh niên trên tấp vào lùm cây thực hiện hành vi hiếp dâm với nhỏ bé tờ. Bên cạnh đó, nhỏ bé tờ còn khai gã thanh niên trên đã cướp khoảng 1 triệu đồng tiền em bán vé số. Sau sự việc, tờ tìm đến nhà người dân gần đó nhờ đưa về té ba sân bay Phú Quốc. Thấy nhỏ bé tinh thần không ổn định, quần dính máu nghi xảy ra chuyện nên trình báo sự việc lên công an thôn rồi đưa nhỏ bé đến trung tâm y tế để thăm khám. Hiện, vụ việc đang được cơ quan tác dụng nối tiếp điều tra làm rõ.